Hôm nay thì cái chủ đề nó cũng là một trong những cái chủ đề mà tôi cũng muốn nói chuyện với mọi người, đó là giới thiệu cái quỹ GFX thông qua Zoom Online. Thì mọi người cũng nhìn thấy tôi PR marketing với cái thương hiệu về đầu tư thông qua một cái quỹ giao dịch cá nhân. Đó. Đây là cái quỹ mà chúng ta có thể thấy được là các thương hiệu, các tên miền cũng như là một số các cái quy trình mà làm việc từ trước đến nay mà tích lũy được các cái kinh nghiệm đó. Thế tại sao vận hành được nó thì mọi người cũng đã đọc rất nhiều chi tiết trong gfx.vn có thể không hiểu được. Thế tuy nhiên là để trả được lợi nhuận cho khách hàng thì cần phải có được những cái tư duy trong việc giao dịch, nhìn và tầm nhìn thì mới có thể chi trả được. Thì chúng ta cũng biết rất nhiều các cái bạn có thể làm một cái quỹ hoặc là nói tóm lại là một cái nhóm để giao dịch hộ cho khách hàng và ăn chia với khách hàng. Thì cũng có rất nhiều người đã thành công, ngược lại thì cũng có rất nhiều người là thất bại. Thế thì có những người chỉ nói rằng là 2% một tháng là đã ok rồi, có người trả 5% một tháng, có người trả 10% một tháng, đúng không ạ? Vấn đề là cái sự dài hạn và cái lâu dài của nó và nó có được cái quy trình của nó, đúng không? Thì đây là cái mà chúng ta có thể nhìn thấy cái cách giao dịch và cái cách để mà chúng ta đi lệnh hay là dòng vốn. Nó khác với lại các cái chủ đề đầu tư trước là mình nói rằng là đầu tư gì thì chúng ta có thể đầu tư vào vàng, vào dầu mỏ, vào chứng khoán Mỹ hay là vào rất nhiều các cái mô hình khác. Tuy nhiên ở dưới góc độ này thì chúng ta nói rằng là chúng ta có một cái quỹ mang tính chất là cá nhân, mang tính chất là nhóm, nhóm cá nhân để có thể giao dịch cùng nhau và có thể đảm bảo được cái số vốn của mình thông qua cái việc nạp rút an toàn. Trước khi mà chúng ta vào thì chúng ta sẽ vào cái chúng ta vào cái quỹ GFX, đúng không ạ? Chúng ta có thể nhìn thấy điều đầu tiên là chúng ta thấy được vận hành gfx.asia. Chúng ta có các cái thông tin, đúng không ạ? Chuyển về ví A, ví B hay là điều chỉnh các cái thông tin này. Điều đầu tiên là chúng ta đăng ký và chúng ta hoàn thành các cái bước xác nhận và chúng ta sẽ theo dõi các cái mô hình giao dịch ở trong cái quỹ GFX này. Thì chúng ta có thể vào gfx.com.vn. Chúng ta có thể vào gfx.com.vn. Chúng ta có thể đăng ký ở đây, đúng không ạ? Chúng ta ấn vào mục đăng ký là chúng ta có thể là đăng ký theo các cái quy trình. Đấy, người dùng đăng ký, đúng không ạ? Tên, địa chỉ vào. Thế chúng ta muốn hỏi về gfx.vn thì chúng ta sẽ biết được các cái vận hành của nó, đúng không ạ? Nó sẽ đánh theo các mô hình gì, hedging system là gì, đúng không ạ? Rất nhiều các cái cổng thông tin ở đây, đấy là chúng ta sẽ theo dõi. Thì đây là một trong những yếu tố để giải thích cái quỹ này vận hành ra sao, đúng không ạ? Và các ra sao ở trong gfx.capital, đúng không ạ? Đấy, có rất nhiều. Thì với cái gfx.asia là chúng ta sẽ xem. Và sau khi chúng ta xác nhận được các cái cách để vào quỹ, chúng ta sẽ có username và password và chúng ta đăng nhập. Và chúng ta sẽ có được cái tỷ lệ. Thứ nhất là chúng ta sẽ nhìn thấy cái các đội đầu tư của chúng ta ở đây. Chúng ta có Azura, Hồ Chí Minh Trader, Hà Nội Trader. Đấy, và David sẽ quản lý cái các cái đội này để họ vận hành giao dịch. Và trong các tài khoản đầu tư nó sẽ phân ra các cái tài khoản, ví dụ như là tài khoản của tài khoản A và tài khoản B là tài khoản bảo hiểm. Đó. Thế thì trong cái switch đổi đội đầu tư, đúng không ạ? Có rất nhiều đây, có đội Japan, Hà Nội Trader, đúng không ạ? Việt Trader, rất nhiều các cái đội Azura, đúng không ạ? Chúng ta có thể switch, đúng không? Chúng ta cập nhật các cái mô hình quản lý gửi tiền, rút tiền và rút tiền về ví, chẳng hạn như vậy. Rút tiền về ví chúng ta có thể rút và chúng ta xác nhận số tiền rút để chúng ta chuyển về tài khoản ngân hàng của chúng ta.
Thì đây là những cái mà chúng ta có thể theo dõi các cái cách để chúng ta vận hành. Đặc biệt là chúng ta sẽ nhìn thấy các cái quy tắc gói giao dịch, gói 1 là như thế nào, gói 2 là ra sao, gói 3 là GFX bảo hiểm ra sao. Đó chính là cái mà vận hành của một cái quỹ gọi là GFX. Chúng ta tìm hiểu ở trong cái gfx.com.vn. Đó, rất nhiều các thông tin. Rồi, gfx.vn là cách vận hành. Đó, gfx.capital là những cái bản cam kết. Trong đây là có những cái bản cam kết để chúng ta có thể xem. Trong đây, đúng không ạ?